Quý vị ạ, vậy là Khánh tạm biệt nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi, ngôi thánh đường nhỏ, xinh xắn và đẹp đẽ với chỉ khoảng 500 giáo dân nằm trong một khu vực còn thưa vắng hoang sơ. Bây giờ thì Khánh lại tiếp tục trên con đường D20, con đường từ quốc lộ 1A vào xã lộ 25 đây, để mời quý vị mình đến thăm một giáo xứ nữa là giáo xứ Minh Tín. Con đường D20 thì Khánh thấy trên đường đi Khánh cũng có quay, nhưng mà vì phim dài cho nên Khánh xin được rút gọn lại. Con đường với nhiều khung cảnh hoang sơ, nhà cửa còn thưa thớt, đồng ruộng thì bao la, và con đường thì ngoằn nghèo và cũng đẹp lắm. Nhưng mà thôi thì Khánh xin được rút gọn lại bởi vì Khánh sợ phim sẽ dài. Khánh mời quý vị mình cùng tham quan sơ lược với Khánh về con đường từ con đường D20 đây ra giáo xứ Minh Tín, và sau đó quý vị sẽ thấy rất là bất ngờ với giáo xứ Minh Tín. Khánh mời quý vị mình cùng với Khánh tham gia hành trình ạ. Khánh đi hết huyện Trảng Bơm, bây giờ qua địa phận huyện Thống Nhất quý vị này. Khu này trên bản đồ thì Khánh để quý vị mình xem trên bản đồ nhé. Đi từ hướng Long Thành quý vị ạ, đi trên xã lộ 25 để về khu vực Dầu Dây. Trên con đường này thì bởi vì Khánh đi từ giáo xứ Đức Mẹ Mân Côi qua cho nên Khánh đi ngược về phía Dầu Dây. Ngay khu vực này thì sẽ có nhà thờ của giáo xứ Minh Tín ở quý vị này. Đây là khu dân cư của giáo xứ Minh Tín. Giáo xứ thì có tới hơn 2.000 giáo dân ấy quý vị ạ. Và giáo xứ thì được lên hàng giáo xứ vào năm 2007, tức là được lên hàng giáo xứ cũng sớm hơn giáo xứ Đức Mẹ Mân Côi một chút quý vị ạ, cũng thuộc hạt An Bình luôn. Ôi, anh thấy ngôi thánh đường của giáo xứ Minh Tín đây rồi, ngay đây luôn quý vị này, đẹp lắm, tại vì giáo xứ thì mới xây. Đây quý vị ơi, ngôi thánh đường đang đây,
từ xa mình đã thấy tháp chuông rồi. Đây, người thánh đường đang mở cửa. Mình sẽ vô mình tham quan quý vị nhé. Ồ, đẹp quá quý vị này. Đây quý vị ơi, người thánh đường cao chót vót ấy. Chào ông bà, cô bác và quý anh chị em ạ. Vậy là khánh đang có mặt ở đây là khu vực nhà thờ giáo xứ Minh Tín đây quý vị này. Có thể nói là ngôi thánh đường thì mới được xây dựng xong, chưa có khai trương, chưa có khánh thành cũng như cung hiến quý vị ạ. Trước đây mấy năm thì ngôi nhà thờ thì nhìn rất là sơ sài, và hiện nay thì quý vị nhìn ngôi thánh đường này quá tuyệt vời luôn đấy quý vị ạ. Một giáo xứ chỉ có hơn 2.000 giáo dân thôi quý vị này. Ở đây quý vị thấy cánh cửa sắt cũng chưa có quý vị này. Đấy, chốt cửa này. Rồi quý vị nhìn không gian của nhà thờ này, rất là rộng luôn quý vị ạ. Đây quý vị này, cánh đến đây thì cũng đúng giờ trưa. Nhà thờ của giáo xứ Minh Tín đây quý vị này. Nói về lịch sử thì nhà thờ đây thì thuộc về giáo hạt An Bình, có địa chỉ tại ấp 5, xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai luôn. Và nhà thờ thì được biết là năm thành lập là năm 1985. Bổn mạng của giáo xứ là Đức Mẹ, Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa. Giáo xứ thì có khoảng hơn 2.200 giáo dân quý vị ạ. Quá trình hình thành của giáo xứ thì vào năm 1978 ấy, một số người dân di cư từ ba miền về đây, khu vực này thuộc về xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai để lập nghiệp. Và tới 7 năm sau ấy, vào năm 1985 ấy, thì giáo họ Minh Tín được thành lập từ ba giáo họ của giáo xứ Minh Hòa luôn. Đó là giáo họ Ban John Batista, giáo họ Thánh Gia và giáo họ Martino. Ba giáo họ này thì nhập thành một giáo họ Minh Tín trực thuộc giáo xứ Minh Hòa quý vị ạ. Giáo xứ Minh Hòa là giáo xứ mà ở khu vực trung tâm của xã Lộ 25 ấy. Và lúc đấy thì giáo họ Minh Tín thì được sự hướng dẫn của cha Đa Minh Đinh Viết Thiên. Thời gian đầu thì cha Đa Minh và cộng đoàn xây dựng một cái nhà nguyện để làm lễ tạm thôi, lời dâng lễ và cầu nguyện vậy thôi. Và sau một thời gian thì nhà nguyện xuống cấp, và cộng đoàn Minh Tín đã tu sửa và nâng cấp nhà nguyện rộng rãi hơn. Mãi tới năm 2007, Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh ấy quy nâng giáo họ lên hàng giáo xứ và vẫn lấy tên là giáo xứ Minh Tín. Cắt cử cha Doan Kim Phạm Hiệp phụ trách giáo xứ trong tư cách là giáo xứ Tiên Khởi. Như vậy thì giáo xứ được lên hàng giáo xứ vào năm 2007. Tới nay thì mới có 16 năm thôi quý vị nhỉ. Và giáo xứ thì có hơn 2.000 giáo dân, bắt nguồn từ năm 1978. Những người dân di cư về vùng này thì ngày xưa còn hoang sơ lắm. Mấy năm trước thì cảm thấy ngôi thánh đường cũng sơ sài lắm quý vị ạ. Và hiện nay thì ngôi thánh đường đã được xây dựng mới, rất là khang trang, rất là đẹp. Khánh sẽ mời quý vị mình đến gần hơn để tham quan quý vị nhé. Có thể nói là rất là bất ngờ với một giáo xứ nằm trên vùng xã Lộ 25 đây. Khánh mời quý vị ạ. Mình đang đứng nhìn vô thì là phía bên phải của nhà thờ, tức là bên trái khi mình nhìn vô. Ngôi thánh đường được xây dựng trên một cái tầng lầu cao, có thể nói là lầu, bậc thang rất là cao quý vị ạ, độ cao phải cỡ 4 mét đấy quý vị ạ. Phía bên này của ngôi thánh đường là có tượng đài Đức Mẹ,
cũng đẹp lắm quý vị này. Đây con nghĩ là Đức Mẹ ban ơn quý vị này. Đây tượng Đức Mẹ rất là đẹp, được gắn trên đặt trên một cái nền cao khoảng 1m4 quý vị ạ, và được gắn đá hết rồi quý vị này. Đức Mẹ ban ơn ở phía dưới con thấy còn tượng có những vòng hoa, rồi có sự nữ vương ban sự bình an. Phía bên kia bên trái nhà thờ thì có tượng Thánh Giuse cũng lớn lắm. Con mời quý vị mình tham quan trước phía khu vực này nhé. Quý vị xem này, bên hông của ngôi thánh đường cũng được tráng nhựa đẹp quá quý vị này. Đây quý vị ạ, một bên hông rất là khang trang với các cái sự tích về 14 sự hưng khó của Chúa quý vị nhé. Ở đây được chú thích luôn quý vị này, chẳng hạn như đây là chặng thứ 14 Đức Giêsu được chôn tháng trong mộ quý vị này. Dọc hai bên nhà thờ cũng đều thấy như vậy, có hàng cây hoa kiểng quý vị này. Ở phía đây còn có những cây thánh giá nữa quý vị này, kể lại sự tích 14 sự thương khó của Chúa đó. Mỗi một sự tích thì có một mô hình khác nhau. Ở đây có thánh giá, còn của cái tượng thứ 14 thì không có. Đây sân thì rất là được trang nhựa, rất là sạch sẽ. Ngôi thánh đường nhìn bên hông đây quý vị này, ở trên một lầu cao, phía dưới là tôi nghĩ là nhà giáo lý của các cháu luôn ấy. Phía trên quý vị này, tầng lầu trên là ngôi thánh đường, đẹp lắm. Thác chuông thì được chia thành hai tầng mái, ba tầng mái, từ dưới lên là ba tầng mái quý vị này, cao lắm quý vị ạ. Cây kiểng đẹp, mình coi ở dưới hầm này trước quý vị nhé. Đây quý vị này, tháp chuông ở trên, anh thấy khu vực thăm làm khu vực cử hành các thánh lễ thì ở tầng lầu trên này. Chung quanh thì có những cái hành lang bằng xi măng bao bọc, anh thấy cảm thấy có một cái gì đó cổ cổ, giống như truyền thống của dân tộc, giống như cái hành lang của chùa Một Cột chẳng hạn quý vị nhỉ. Cái hành lang bằng bê tông ấy, chung quanh khuôn viên ấy. Phía dưới này là khu vực chân của ban công này quý vị này, cầu thang lên cao lắm quý vị này. Ở đây thì khăn nói 4 mét nhưng mà có khi hơn quý vị nhỉ. Đấy, phía dưới đây là dùng khu vực này, khăn thấy có khu nhà ở đây cho khăn nghĩ là khu nhà tận dụng làm hội trường hay nhà giáo lý luôn. Mình coi phía trong này to lắm quý vị nhỉ. Đây quý vị này, ở phía dưới hiện nay thì được làm cửa vừa sắt rồi kiếng, cửa gỗ nữa. Quý vị thấy bao quanh một cái hội trường lớn ở dưới đây luôn, giống như một khu nhà giáo lý hay cái gì đó luôn. Nhưng mà con thấy hiện nay thì đang làm hội trường quý vị này. Đây là tầng dưới quý vị nhé, mình gọi là tầng hầm nhưng mà con thấy giống như lầu 1 ở giờ tầng trệt đấy quý vị ạ. Cầu thang lên cũng hay lắm quý vị này, mình qua phía trước mình ngó nhé. Ở đây thì hắn thấy đây là chặng thứ 11 quý vị này. Ở đây là nơi mà Đức Giêsu chịu đóng đanh này quý vị này. Có mô hình diễn tả. Phía ngang ngang với nhà thờ ở đây lại còn có một khu tượng đài Thánh Martin. Quý vị thấy này cũng đẹp lắm. Có đồi cỏ đầy tượng Thánh Martin. Khuôn viên bên hông nhà thờ thì dọc dọc hai bên những bồn hoa rồi những tượng Chúa chịu nạn đây, rồi nhìn ra ngôi thánh đường ở đây. Ngôi thánh đường quý vị thấy thiết kế như khu vực gian cung thánh đây. Con thấy cũng có tới ba hàng cửa sổ bằng kiếng. Ở trên thì quý vị thấy có thánh giá này, rồi hành lang đi lên nhà thờ. Bên này một cầu thang phía trước mình, cầu thang lên nhà thờ này. Phía bên này còn có một cầu thang khác để lên nhà thờ. Cầu thang thì đỡ dốc hơn, chia làm hai khúc. Con nghĩ đây là cầu thang để dành cho xe lăn đấy quý vị. Cầu thang bên kia thì bằng bậc. Nó giống giống một cái gì đó của phía hông này, giống giống nhà thờ giáo xứ Phúc Nhạc. Đây quý vị này, ở trên các nhà thờ cũng được trang trí hoa văn nữa. Con mời quý vị mình đi tham quan lên một chút nhé. Đây là cầu thang gấp khúc, hai bên được trang trí bằng những cái lan can bằng bê tông, những khối tròn giống giống nhà thờ Phúc Nhạc một chút ở bên hành lang này quý vị ạ. Nó cũng cổ cổ xưa xưa đấy, nói chung là thiết kế rất là hài hòa đấy quý vị. Đây khu vực gấp khúc lên đây.
Đấy, lên tới trên này nó thấy gió mát lắm quý vị ạ. Đây quý vị nhìn xuống, quý vị có thể thấy là rất là cao rồi, 4-5 mét rồi, giống như mình đứng trên một tầng lầu rồi. Ở đây những hành lang ban công lan can này quý vị này, đẹp lắm. Ở đây có tới 1, 2, 3, 4, 5 ô cửa để đi vào nhà thờ quý vị ạ. 5 ô cửa đấy. Phía trên các cái ô cửa này quý vị này được làm bằng kiếng rồi, cũng được sơn son rồi vẽ họa tiết thêm thánh giá nữa này quý vị này. Các ô cửa đều trang trí như vậy hết quý vị ạ. Ban công ở trên cũng được bắt điện rồi kẻ chỉ trang trí những cái họa tiết hoa văn như vậy này. Phía dưới là các ô cửa, có 5 ô cửa vào và gió mát lắm quý vị ạ. Quý vị có thể nhìn thấy gió những tàng cây này quý vị này. Đấy, cho nên là trên này gió rất là mát. Lan can khả năng đây cũng cao lắm, cao hơn 1 mét quý vị ạ. À, lan can cao như vậy thì tránh mọi các cháu bé hay ai đỡ phải té quý vị nhỉ. Các cái trần trang trí hoa văn họa tiết hết quý vị này. Thân thế có người cũng đang đến làm giờ cầu nguyện một mình thôi quý vị này, rất là siêng năng. Ở đây thì trần được thiết kế theo các cái hình khối, thân thấy hình vuông hình chữ nhật hết. Quý vị ạ, và khu vực sẵn ở trước nhà thờ đây rộng lắm, được ấn đá rất là đẹp. Có 3 cửa chính để vào nhà thờ. Đây là một cửa phụ, hai bên cửa phụ ở mặt trước đây quý vị này. Đây là khán đứng trên sảnh trước của nhà thờ nhìn ra cổng đây quý vị. Sân được gắn đá và các cái bậc lên cũng được ghép bằng đá quý vị này, đẹp lắm. Đây quý vị xem này, sảnh cũng rộng, được gắn đá hết rồi. Khu cửa trước thì bằng gỗ và hoàn tráng lắm. Ô cửa vòn, cửa đặc biệt là cửa gỗ vòn đây thì còn có chữ tin cậy mến quý vị này. Rất tiếc là Khánh cũng không vô được bên trong nhà thờ. Đây quý vị ạ, phía chính giữa Khánh ở ngoài là một tháp chuông luôn đấy, nên thẳng lên trên là tháp chuông. Mình sẽ đi qua hông bên này quý vị nhé. Đấy quý vị xem lan can này, có những hàng cây kiểng hết, rất là nhiều cây kiểng xen vào những cái lan can. Mình đi qua phía bên này quý vị nhé. Đấy, rất là nhiều hàng cột và vuông vắn hình chữ nhật với các lan can bằng bê tông, có một kiến trúc gì đó chắc chắn và cổ kính. Đây quý vị này, gió rất là mát. Đây là hành lang mình nhìn vào thì bên phải, và nhìn trong gian công thánh ra thì là bên trái. Thánh mời quý vị mình đi dưới đây để mình xuống dưới mình tham quan thêm phía dưới này nhé. Đây quý vị nhỉ, nhìn ra khu vực bên dưới này nè, các cái tượng mà bên này Khánh thấy không phải là đá cẩm thạch, các cái tượng Chúa Chịu Nạn không phải là đá cẩm thạch trắng nữa, nhưng mà là đá kiểm thật thân thế không phải màu trắng. Sân rộng, có tượng đài Thánh Giuse. Tí mình sẽ xuống dưới quý vị ạ, mình đi phía này nhé. Gian cung thánh ấy, ở đây thì Khánh thấy ở giữa nhà thờ có một thánh giá quý vị này, rồi bên phía bên cánh này cũng có một thánh giá quý vị này. Và quý vị nhìn này, ở đây thì có cầu thang để lên khu vực phòng mặc áo.
quý vị ạ. Có cầu thang ấn bằng inox, rồi nhìn ra phía trước quý vị này, hai bên nhìn vào nhà thờ là các cái tượng chịu nạn của Chúa Giêsu này. Bên này là công viên rộng lắm quý vị ạ, đất còn rất là rộng, vuông vắn đẹp lắm quý vị này. Rồi mình đi ra phía trước đến chỗ tượng đài thánh nhé. Đấy quý vị thấy này, cây xanh được trồng rất là đều đặn đẹp. Ở đây mình có thể nhìn lên tháp chuông ở trên này, cái tháp chuông cao lắm. Anh còn thấy đặc biệt là ngôi tháp chuông có một ban công lồi ra ngoài quý vị này. Đấy. Một khu vực gian cung thánh ở đây quý vị là có rất là rộng, chiều ngang 8m đấy, với những ngôi cổ kiến này. Ở trên thì được ghép kiến màu nữa quý vị ạ. Những ô trên này được ghép kiến màu đây quý vị này. Rất tiếc là quay phim của hắn thì có thể không rõ lắm. Đấy quý vị ạ. Đẹp quý vị nhỉ. Ngôi thánh đường còn chưa được làm lễ cúng hiến và khánh thành. Đang chờ chọn ngày đấy quý vị. Đức giám mục sẽ sắp xếp lịch để đến làm lễ cúng hiến và khánh thành đấy quý vị ạ. Quý vị thấy sân bên này là một con đường lên nhà thờ đây. Thoáng đãng mát mẻ. Còn bên đây quý vị này là khu vực còn có khu vực tượng thánh Giuse to lắm. Đây quý vị này, rất là to đấy. Không gian thì có hàng cây cao ở phía trước kia làm cho không gian sân cũng nhiều nơi rất là mát. Đây anh thấy là còn dấu tích của khu vực nhà sứ và ngôi nhà thờ cũ như vậy đấy, quý vị, đơn sơ như vậy đấy. Còn đây quý vị nhìn không gian bên này có tượng thánh Giuse quý vị nhỉ, tượng rất là lớn quý vị ạ. Phía trước còn có một khoảng ghế ngồi nữa, nhìn ra ngôi thánh đường nữa. Ở đầu cũng có những cây hoa kiện nở hoa đẹp lắm. Mỗi nơi khánh đi vậy thì khánh thấy mỗi nơi có một kiểu vẻ đẹp khác nhau. Nhưng mà những ngôi thánh đường ở đây xứ gọi là trước đây là vùng sâu vùng xa đấy quý vị, giáo dân không có nhiều. Nhưng mà ngôi thánh đường quá khang trang đẹp đẽ quý vị nhỉ. Sống đua trên miệt
kiếp trần ai. Tình Chúa bao la như lòng Cha hiền hòa, Ngài sẽ thứ tha tuy dù tôi xa ngã. Ngài vẫn đứng đây trông chờ với trái tim nhân từ, mở đôi tay ôm chặt đứa con tội đồ. Tình của Chúa lớn hơn đại dương, tình của Chúa núi cao nào hơn, tình của Chúa chiếu soi cõi đời của tôi. Ngài đã chết để cứu chuộc tôi, lòng thề quyết bước theo Ngài thôi. Ngài mở lối tiến lên quê trời đẹp tươi. Chưa có đất trời, từ lúc thế gian đắm chìm trong đêm tối, Ngài đã phân chia đêm ngày, đã tác sinh muôn loài, đã cho tôi trở thành người con của Chúa. Ngài mãi bên tôi cho dù tháng làm tôi mệt nhoài, lạc thú hư danh đã làm tôi mê mải, cuộc sống đua trên miệt mài đã bao phen thất bại, đắng cay thêm nuôi dài cho kiếp trần ai. Tình Chúa bao la như lòng Cha hiền hòa, Ngài sẽ thứ tha tuy dù tôi xa ngã. Ngài vẫn đứng đây trông chờ với trái tim nhân từ, mở đôi tay ôm chặt đứa con tội đồ. Tình của Chúa lớn hơn đại dương, tình của Chúa núi cao nào hơn, tình của Chúa chiếu soi cõi đời của tôi. Ngài đã chết để cứu chuộc tôi. Quý vị ạ, vậy là vừa rồi Khánh giới thiệu với quý ông bà cô bác và các anh chị em mình giáo xứ Minh Tín, một ngôi thánh đường mới xây xong đang chờ ngày Đức Cha duyệt để cung hiến cũng như là thánh hiến bàn thờ và nhà thờ. Ngôi thánh đường quá chỉnh chu, quá đẹp quý vị nhỉ. Mặc dù sứ đạo chỉ có 2.000 mấy giáo dân thôi. Khánh được biết thêm là ngôi thánh đường được xây dựng bắt đầu từ năm 2017, trải qua thời gian Covid để bao nhiêu khó khăn, tới nay là thì mới tạm xong đây quý vị này. Tính ra quá trình xây dựng cũng hết 6 năm đấy quý vị ạ. Khánh cảm ơn tất cả quý ông bà cô bác và quý anh chị em đã xem phim. Chúc quý vị luôn có những phút giây thư giãn yên bình ạ. Khánh xin chào tất cả quý vị.